vượt quãng đường gần 300 km để đến địa điểm chụp với cảm giác hồi hộp, lo lắng và đầy phấn khích. Chúng tôi chỉ có 2 ngày để chuẩn bị ý tưởng, trang phục, phụ kiện cho bộ ảnh. Toàn bộ team đều phải hoạt động hết mình với tần suất cao nhất. Nhưng chúng tôi tin mình sẽ làm được.